kỳ dung việt dương, anh đưa em xuống thăm miền Tây. Có cánh đồng xanh, có cô trâu còn đang cấy cày, có hàng dưa má, trai gái làng chợt bán kiệt tha. Có anh vào phường sớm mong hai đứa chung một nhà. Bên ngoài thì có khoảng vỉa hè khoảng chừng 2 mét và một lớp cửa cuốn cùng với một lớp cửa nhôm xin pha. Bên trong là khu vực đậu xe hơi 6 mét, đậu bừa xe hơi từ 4-7 chỗ và đậu thêm được nhiều xe máy nữa. Phía dưới gara xe hơi có ốp gạch nhám tạo 60m2, hai bên tường ốp gạch trang trí lên cao tới trần, có treo tranh trần thạch cao đèn led màu trắng sáng và kết hợp cây xanh. Nhà thiết kế có thang máy nha quý vị, đây là khu vực thang máy này. Nhà này sử dụng thang máy 450kg hiệu Việt Nam, đây là thang máy nhá. Thang máy đi từ tầng trệt đi lên đến sân thượng luôn nha quý vị. Và khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng kết hợp với những cái khu vực trang trí, và phía sau sẽ là không gian phòng khách cho căn nhà. Nhà thiết kế theo kiểu vừa ở vừa làm phòng công ty nên là không gian phía trước sẽ là không gian gara xe hơi và phía sau sẽ là không gian phòng khách, phòng bếp trên tầng lửng 5 phòng ngủ. Tổng cộng thì có 6 phòng và có thiết kế 5 phòng ngủ, cũng là một phòng tắm lớn kết hợp cửa sông hơi, tắm đứng, tắm nằm và massage nha quý vị. Phía sau là giếng trời trồng cây xanh và có vệ sinh ở cuối nhà đây. Đây là phòng vệ sinh này với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và hương soi. Một căn nhà mà gia chủ xây chủ yếu là để ở, thiết kế và bố trí không gian cũng như nội thất kèm theo với nó là đẹp tuyệt vời, đẹp hết sảy luôn nha quý vị. Hai giếng trời thoáng mát và có cây xanh trong nhà. Ở bên trong nhà này gia chủ có trồng một cây xanh này. Cái giếng trời ở dưới nhà rất là rộng và thoáng này, gió xuống rất là nhiều, cây xanh đang bay tung luôn nha mọi người, rất là mát. Trên tầng lửng này sẽ là không gian phòng bếp trên lửng ngược với bộ bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh, cây xanh và những bức tường ốp nhựa, ốp trang trí. Phía dưới là ốp gạch 60m2 màu tối. Tủ bếp trên dưới thì đều làm bằng chất liệu là gỗ An Cường. Phía bên ngoài là hệ thống cửa lùa 4 cánh ra khu vực ban công, có trồng cây xanh bên ngoài ngay không gian bếp. Và đặc biệt căn nhà thì có quạt hút ngay ở khu vực bếp này. Chúng ta nấu thì quạt hút nó sẽ đẩy mùi ra bên ngoài luôn nha, rất là tiện nha quý vị. Khu vực tủ để đồ và có cả tủ kệ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường. Khu vực bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa trên bát, quạt gió thoát mùi ra khu vực bên ngoài. Và lên tham quan phòng ngủ nha. Chúng ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, vệ sinh trong, máy lạnh, có cửa sổ rộng ra giếng trời. Và phòng ngủ thì làm không gian thiết kế rất là đẹp, sàn ốp gỗ, có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, hai cửa sổ ra hai giếng trời, có tủ áo âm đóng lụng trần, tủ kệ tivi, trần thì có đèn mờ và giấy dán tường kết hợp với cây xanh và vệ sinh trong, và phòng vệ sinh cũng có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Nhà hai giếng trời rất là rộng nên quý anh chị sẽ có hai cửa sổ ra khu vực giếng trời cho phòng ngủ phía sau, và thang máy nó sẽ nằm ở giữa nhé. Phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước sẽ là phòng ngủ rất là lớn với giường ngủ 2m, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, sàn vẫn ốp gỗ màu rất là sáng kết hợp với đèn ngủ, tranh ảnh trang trí, máy lạnh ngay trên tường của toilet và có ghế ngồi chơi, tủ áo, tủ kệ tivi, khu vực bàn trang điểm. Phía trước là ban công M2, lan can sắt CNC và ngoài thì có ốp nhựa trang trí này kết hợp với cửa nhôm xin pha bên ngoài ở khu vực trần, rất là đẹp. Như vậy là căn nhà này phải nói là tuyệt vời luôn nha quý vị, đẹp đến hết tả nổi luôn. Và nhà thì có tới 5 phòng ngủ, thiết kế một trệt một lửng tới 4 lầu nha, rất là rộng. Phòng ngủ, phòng vệ sinh của phòng ngủ phía trước này có cả bồn tắm nằm nha quý vị. Đây là cái phòng ngủ số 2 của căn nhà và chúng ta sẽ vào thang máy lên trên lầu nha. Tham quan tiếp tục không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Thì cái phòng ngủ số 3 và số 4 ở đây nó vẫn giống phía dưới nha. Vẫn đầy đủ nội thất kèm theo bao gồm giường ngủ, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước vẫn là cửa nhôm xin pha, màn rèm cửa hai lớp. Rồi
đầy đủ nội thất kèm theo đồ trang điểm rồi đồ trang trí. Ban công mét 2 rộng rãi thoáng. Nhìn nè, bên cái sông đám cuối thiệt to. Đồn pháo du quỳ, hai bên họ chúc nhau rộn ràng. Tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi chào nhau. Em thấy nung nào, anh ơi anh tính thế nào vậy? Cầu thang thì mặt bằng thì được ốp gỗ và mặt đứng thì chúng ta ốp đá hoa cương màu trắng nha. Đây là không gian phòng ngủ số 4. Thì chúng ta sẽ đến với không gian này, đầy đủ nội thất kèm theo. Về làm dâu miền Tây, tôi muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho tròn, em ngại về sớm nắng chiều mưa. Khi chuyển theo cầu thang bộ thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 5 cũng như không gian phòng vệ sinh thư giãn kết hợp giữa sông hơi, tắm nằm. Phòng trên đây cũng có một cái phòng VIP này, cái phòng này là phòng ngủ master này. Sẽ có một phòng ngủ master như thế này, nó bao gồm giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, phía trước là cửa nhôm ra ban công, cửa lùa ra ban công và ngoài ban công trồng cây xanh. Giường ngủ thì có chăn ga gối nệm, sàn vẫn ốp gỗ. Có đèn chiếu sáng không trong cái phòng ngủ master này luôn. Và ở đây thì quý anh chị còn có thêm bàn làm việc, ghế ngồi chơi và trên những trang trí cũng như là tủ kệ tivi, tủ áo đóng đụng trần, khu vực bàn kệ sách và phòng vệ sinh của cái phòng ngủ này sẽ nằm ở trên. Nó là cái phòng ngủ master nên là phòng vệ sinh nó sẽ riêng biệt. Tất tần tật các thứ trên đây đều rất là đẹp nha mọi người. Đây này, phòng tắm nằm này, đây là phòng tắm có thể tắm đôi được luôn nha quý vị. Cái bồn tắm này này, đây là khu vực sông hơi khô và sông hơi ướt. Đây là cái khu vực thư giãn dành cho mỗi buổi làm việc mệt nhọc của gia chủ nhá, thư giãn cho gia đình mình. Bên trong đây vẫn có khu vực không gian bồn cầu và bồn tắm đứng nữa, quầy tắm hoa sen nữa. Như vậy là 6 phòng thiết kế một phòng ra làm phòng sông hơi kết hợp với thư giãn, massage, tắm nằm và tắm tin. Rất là đẹp nha quý vị. Bên trên thì quý anh chị sẽ cùng đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Cầu thang ốp gỗ đi khá là ấm chân nha quý vị. Và ở đây thì sẽ có cái cầu thang đi lên này. Cầu thang đi lên rất là thoải mái. Và phía sau đây sẽ là không gian phòng giặt và khu vực sân phơi đồ. Ở đây trồng nhiều cây xanh, có làm những lam chắn bên trên rất là đẹp. Có giếng trời được ốp lát và làm rất là kỹ rồi. Có cầu thang lên trên mái, bên trên thì có bồn nước và năng lượng mặt trời. Và bên ngoài sẽ là không gian thờ và khu vực sân thượng phía trước, một cái sân thượng rất là đẹp. Cầu thang thì đi lên trên tới đỉnh của sân thượng luôn này. Ngoài đây sẽ là không gian giữa kết hợp thờ và sân thượng, rất là đẹp và chill. Có cây xanh này, có bộ bàn ghế ngồi ở đây để chúng ta tổ chức những bữa tiệc BBQ gia đình này. Bàn này tới 6 ghế và có ô dù ở trên luôn. Bên trên thì vẫn làm những cây lam kết hợp với hàng cây xanh. Và ngoài đây trồng rất là nhiều cây xanh đẹp như thế này. Căn nhà đẹp như thế này, thiết kế đẹp và tâm huyết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.